Chào cả nhà nha. Bữa nay mình nấu cháo cá lóc đậu đắng nha cả nhà. Mình ở đây có mua được cá lóc chứ dĩa đậu đắng đây nè. Đây mình có củ cải với cà rốt nè. Mình sắc nhuyễn nhuyễn mình cho vô cháo luôn. Tôi mua được ít miếng nữa. Rồi mà cả nhà cho biết mình nấu cháo cá với mình nha cả nhà. Giờ mình rang gạo luôn cả nhà, nấu cháo mình rang gạo cho nó thơm, nó ngon. Gạo mình rang này chắc sắp được rồi đó cả nhà. Đừng cho vàng quá nó không ngon. Mình nấu cháo cá, rang vừa thơm mà được rồi. Rồi mình nhắc xuống mình vo mình nấu được rồi. Mà nước lên nấu cháo luôn. Gạo mình rang nãy giờ cho vô cái tô vo. Mình bỏ cái nước bụi. Nước nóng quá. Chờ cháo nó nở cái mình đây mình khứa con cá ra mình ướp luôn cả nhà. Cái ruột nó nào đâu nó còn sống thôi. Khúc khúc đây mình ướp mình cho cháo. Bây giờ mình ướp cá luôn, ướp vô muỗng nước mắm. Xíu đường. Vô miếng tiêu nữa, thôi. Chọt ra được rồi. Cho nó thấm cái mình cho vô cá. Sắt cà rốt nhuyễn nhuyễn chút mình cho vô cháo luôn. Cháo giờ cũng nở rồi, cho cá vô, cho dần vô cái chín chút xíu mình vớt ra mình xé. Chín rồi, vớt ra cho nguội cái mình xé ra. Quá trời, ai giật cái đầu, đầu bự ngọt không? Vớt cá xong mình cho nấm với cải cà rốt vô. Đặt quá chút thì cho thêm miếng nước nó vừa. Mình phi hành luôn, chút mình bỏ vô cháo luôn. Mình phi bỏ vô cháo cho nó thơm. Xé cá ra luôn cả nhà. Cục hộp thì mình chút mình cho lên tô cháo luôn. Rồi là cháo mình giờ cũng chín rồi, cho hành lá vô luôn.
hành nhỏ ngon, mình há xong cái hành phi luôn. Hấp dẫn chưa, bỏ nước miếng rồi pha, cho mấy hấp hành luôn. Rồi xong, ăn thôi. Cháo cá lóc mình nấu bây giờ cũng chín rồi cả nhà. Mời cả nhà dùng cháo với mình nha cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng cháo nha. Đây mẹ với cho múc cháo cho ba. Gắp ra vô trước đi, múc cháo vô nha. Và cũng vô lắm, ba được lắm á. Bữa nay đi ăn bánh căn vô lắm với anh ấy. Mình ăn cũng ăn rau quá trời. Rau bánh nhiều quá nha. Nấm không ba? Dân đứng được rồi. Cháo cá giờ cho nó trộn cho nó chín. Rồi bắt đầu lắp cá chấm nè. Chanh nữa nè. Tiêu nữa, quên nữa. Cho nó dễ cảm. Và bữa nay pha sốt rồi. Cho nó dễ cảm đi, hết chốt. Nè, đi mà ta chăm nó mà. Cắp cá rồi, cắp cá được qua đi. Cắp chấm nước mắm này con. Tự gắp đi. Mẹ múc của mẹ nên. Gắp thành lên. Nó chiều vô. Nóng quá nhấc xuống. Ba gắp lên hả? Để gắp cho. Ba gắp đây cơ ba. Để gắp cái này. Rồi để nè, tự gắp. Nhắc chanh vô chưa? Chưa. Nhắc chanh vô, vô đây, nhắc chanh nè, hứng vô cái muỗng nè, lép cái hộp nó gớt. Để xuống cho lấy cái dĩa là lấy xương, để xương. Hấp nhiều vô không ạ? Con cháu mình cứ bố cái này lên. Bệnh gì sao đi chơi quê? Ừ? Thứ năm mà
cơm nữa. Bún cơm rồi gót hành nữa. Cả nhà lâu lâu cái mua cá
lóc về mình nấu cháo rau đắng cho cả nhà cùng ăn. Thôi bữa ăn gia đình mình kết thúc tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà video kế tiếp. Cả nhà xem nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh gia đình công nhân mình nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà nha.